mẹ già từ tay gói người cho con. Này là áo len bao nhiêu đêm thâu em ngồi em đan, nay em người già tới chiến trường mang chút tình hậu phương thương mến. Hồi đọc lá thư đơn sơ tha thiết văn chương học trò, nhìn cặp bánh chưng mà lòng mùi thương mẹ già xa xôi. Mặc vào áo len sao như tôi mẹ trong lòng chơi vơi, xuân đang về trên khắp đất trời, nhưng tất cả xuân là ở đây. Tôi xin cảm ơn người, cảm ơn ai đã đem nguyên hương nồng ấm đến với linh. Vài lời của con chúc mừng năm nay và gửi đến em bao nhiêu yêu thương anh dành cho em. Khi xuân về xin hãy yêu đời, ta đón đợi xuân hồng ngày mai. Và